các đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ngăn cản ông tham gia cuộc bầu cử năm 2024 theo quan điểm của họ có thể dẫn đến thất bại thứ hai, báo Insider cho biết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nói ông có thể sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử trong các cuộc bầu cử tiếp theo và nhờ những người ủng hộ. Ông đã thu về hàng chục triệu đô la cho tương lai chính trị của mình. Tuy nhiên, The Atlantic nắm được thông tin từ một trong những cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử Trump, người yêu cầu giấu tên. Nhóm thân cận của cựu Tổng thống có kế hoạch ngăn chính trị gia này tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo ý kiến của họ, trong trường hợp có một thất bại khác, Trump có thể được biết đến như một kẻ luôn nhận thất bại chính trị. Để lấy ví dụ, các đồng minh của ông Trump trích dẫn Adlai Stevenson II, người trong những năm 1950 đã thất bại hai lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử Tổng thống. Theo Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ và là người ủng hộ Trump, cựu Tổng thống sẽ không muốn mạo hiểm thêm một thất bại nữa, khi nó xảy ra một lần, kết quả còn nhiều tranh cãi. Nếu lần thứ hai, bạn rõ ràng đã bị từ chối, Gingrich nhận xét. Insider nhắc đến việc Trump ghét bị thua cuộc và điều này đã được nhiều người chú ý đến trong suốt sự nghiệp của ông. Trump đã từ chối thừa nhận thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm ngoái và thay vào đó tiếp tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận trên diện rộng, bài báo cho biết. Tuy vậy, tờ Politico bình luận đang có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ trở lại ngoạn mục. Cựu Tổng thống đang nhắm mục tiêu vào năm bang chiến địa để quyết đấu giành chiến thắng. Nhóm của ông Trump đang tập trung vào một chiến lược bầu cử dựa vào việc giành lại 5 bang đã chuyển sang tay Joe Biden vào năm 2020. 5 tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã phân phối tổng cộng 73 phiếu đại cử tri vào năm 2020, đủ để tạo ra một chiến thắng quyết định của đại cử tri đoàn cho Biden. Kể từ đó, Trump đã tổ chức 4 cuộc biểu tình, ủng hộ hàng chục ứng cử viên và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các cuộc tranh cử có thể đưa các đồng minh của ông vào các văn phòng hàng đầu ở các bang đó vào năm 2024. Theo cuộc thăm dò do Politico thực hiện, cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden ở Arizona 8 điểm, Georgia 3 điểm, Michigan 12 điểm, Pennsylvania 6 điểm và Wisconsin 10 điểm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!